Xin chào tất cả các bạn đến với lớp học vẽ của cô Diệp. Hôm nay cô và các bạn sẽ tìm hiểu về mỹ thuật 2, bộ chân trời sáng tạo. Chúng ta tìm hiểu về chủ đề đại dương mênh mông, bài 1 bầu trời và biển. Với bài hôm nay là các bạn sẽ tìm hiểu về màu đậm và màu nhạt để vẽ lên bức tranh có bầu trời và biển. Các bạn sử dụng màu đậm và màu nhạt để tạo ra bức tranh có cái màu sắc có chiều sâu hơn. Trước khi vẽ tranh, các bạn sẽ chuẩn bị cho cô những đồ dùng sau. Các bạn chuẩn bị cho cô giấy A4, giấy màu, chuẩn bị cho cô màu, bút chì và tẩy. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ dùng thì bây giờ cô giáo sẽ hướng dẫn các bạn vẽ bức tranh có bầu trời và biển. Các bạn sẽ chuẩn bị cho cô giấy A4. Đối với bài này thì các bạn có thể là vẽ ranh giới giữa bầu trời và biển bằng chì, hoặc các bạn sử dụng màu vẽ luôn. Các bạn có thể tạo cái bầu trời và biển ngang bằng nhau hoặc là biển nhiều hơn bầu trời. Đối với bài này thì các bạn chỉ tô màu nền nhé. Cô giáo sẽ sử dụng màu xanh dương, tô màu nền. Màu nền mặt biển. Các bạn tô đầu tay. Cô giáo sẽ sử dụng màu xanh đậm hơn để tạo có sự sáng tối của mặt nước. Các bạn chú ý, chúng ta tô màu cố gắng tạo ra những cái sóng nước để cho bức tranh có chiều sâu.
Bây giờ cô giáo sẽ lựa chọn màu để vẽ mặt trời. Trong thiên nhiên thì màu trời thì thường có màu đỏ, màu cam, màu vàng. Bây giờ cô giáo sẽ sử dụng màu đỏ. Cô tạo dáng của mặt trời. Các bạn có thể sử dụng màu vẽ trực tiếp, bởi vì đối với bài này là các bạn đa số chỉ tô nền thôi, không vẽ những hình ảnh nhỏ. Cho nên không nhất thiết các bạn phải sử dụng trì vẽ nhé. Cô giáo sẽ sử dụng màu cam để chuyển màu. Màu đỏ là màu đậm, cô chuyển sang màu cam nhạt hơn. Về phần không có nhiều chi tiết ý, nhỏ ấy, các bạn có thể tô tay nhanh hơn, đi hết bút nhanh hơn. Sau khi tô màu cam xong, cô giáo sẽ lựa chọn màu vàng để tạo màu đậm nhạt. Chuyển sang màu vàng và màu nhạt, các bạn nhìn đi cô. Cô giáo sẽ tô kín hết nền trên bầu trời. Vậy là cô giáo đã tô xong cái nền của bầu trời và biển rồi. Các bạn nhìn cho cô, các bạn sẽ quan sát cho cô là các bạn có thể chỉnh một chút sáng tối để cho màu đậm hơn hay nhạt hơn. Thì các bạn chỉnh nhé, sau khi mình tô tổng thể. Cô muốn cho cái mặt nước nó đậm hơn một chút, cô lại sử dụng màu xanh đậm lên cái mảng nước. Để cho cái mặt nước nó có sáng tối thì cái bức tranh của các bạn sẽ có chiều sâu hơn.
Cô sử dụng màu đen. Cô lấy một số điểm. Các bạn lưu ý là khi mình sử dụng màu đen mình chỉ nhấn thôi nhé, đừng dư quá nhiều. Sau khi xong là tự điểm, cô bắt đầu thôi. Có thể thôi chạy nhé con mặt trời. Vậy là cô giáo đã hoàn thiện xong cái lành của bức tranh bầu trời và biển. Bây giờ bước thứ hai, cô giáo sẽ sử dụng giấy thủ công là giấy màu. Các bạn chú ý cho cô là các bạn có thể lựa chọn giấy màu đề can là nó có đã có sẵn cái phía keo ở phía sau để các bạn dán. Không thì các bạn có thể lựa chọn cho mình những cái giấy màu mà không có keo thì sẵn thì các bạn sẽ chuẩn bị cho cô nhé keo để dán nha, các bạn chuẩn bị cho cô. Bây giờ cô giáo sẽ lựa chọn cái giấy để cô giáo sẽ xé thành con thuyền. Đối với giấy thủ công này các bạn có thể là xé hoặc là cắt dán tùy các bạn. Cô giáo sẽ xé dán. Các bạn lưu ý là mình sẽ xé từ cái mép ngoài vào trong này. Xé từ mép ngoài vào trong. Xé thì nó làm mềm mại hơn là các bạn cắt. Cô giáo sẽ xé cái thân con thuyền. Vậy cô giáo đã sẽ xong một cái thân thuyền. Bây giờ cô giáo sẽ bóc cái mặt đằng sau ra để cô dí. Sau khi dính thân con thuyền thì cô bắt đầu là cô sử dụng màu đỏ. Cô sẽ làm cái buồm. Các bạn sẽ xé một cái cánh buồm nó bé hơn. Sau khi cô thử hướng lên thì cô thấy nó phù hợp rồi. Bây giờ bắt đầu là cô giáo sẽ dí. Các bạn lưu ý khi mình dính cái cánh buồm, các bạn lên xé cái cánh buồm nó, dán khi dán là nó sẽ cao hơn cái mặt nước nhé, thì cái bố cục nó sẽ đẹp hơn.
Vậy là cô giáo đã xé xong một con thuyền rồi, nhưng phía bên này đang hơi bị trống, vậy cô giáo sẽ xé thêm một con thuyền nữa đứng ở phía xa. Cô giáo sử dụng màu xanh lá cây. Các bạn lưu ý cho cô là cái con thuyền nó đứng phía xa thì đương nhiên là theo bố cục nó sẽ nhỏ hơn con thuyền đứng phía trước. Cho nên các bạn sẽ xé cái con thuyền nó nhỏ thôi nhé. Cái con thuyền này cô đặt ở phía xa đi. Các bạn, ngoài ra các bạn có thể xé một vài cái đám mây các bạn dán lên phía trên của cái bức tranh, trên bầu trời của bức tranh. Tôi tô thêm để có sự chuyển màu giữa đậm và nhạt. Vậy là cô đã hoàn thiện xong bức tranh bầu trời và biển với nhiều màu sắc sặc sỡ và có đậm màu đậm và màu nhạt. Các bạn lưu ý cho cô tại sao cô sử dụng có màu đậm màu nhạt. Các bạn nhìn cho cô ví dụ sóng nước. Các bạn nếu tô cùng một màu thì các bạn thấy nó không có chiều sâu, không có đậm nhạt, nhưng khi các bạn tô có nhịp màu đậm và màu nhạt thì đương nhiên là các bạn nhìn cái mặt nước nó sẽ có cái gợn sóng và nó có chiều sâu. Bầu trời cũng vậy. Và khi các bạn xé dán những cái hình ảnh cũng vậy, các bạn cũng nên lựa chọn màu đậm và màu nhạt để các bạn dán lên để bức tranh nó có chiều sâu. Vậy các bạn chú ý cho cô là bầu trời và biển, đây là những cái màu sắc có sẵn trong thiên nhiên và nó rất là đẹp. Vậy các bạn sẽ quan sát và các bạn thực hiện cho cô một cái bức tranh có bầu trời và biển. Các bạn có thể xé dán thêm những cái hình ảnh phía trước. Thiên nhiên thì rất là đẹp và rộng lớn. Các bạn lên
bảo vệ và yêu quý thiên nhiên để trái đất của chúng ta luôn luôn xanh sạch đẹp. Cô chúc tất cả các bạn sẽ hoàn thiện một bài vẽ bầu trời và biển thật là đẹp với bức tranh vừa tô màu và vừa xé dán thật khéo léo. Cô chúc tất cả các bạn luôn mạnh khỏe. Bài học của chúng ta bây giờ đã kết thúc. Cô chào tất cả các em.